cũng trong chiều 28 tháng 1, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên đã tổ chức họp khẩn để thống nhất các biện pháp đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Theo báo cáo nhanh của đơn vị chức năng, đến thời điểm này trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 3 ca F1 liên quan đến bệnh nhân số 1553 tại Quảng Ninh. Tất cả các trường hợp này đã được đưa vào cách ly tập trung tại bệnh viện A và được lấy mẫu xét nghiệm đến thời điểm này chưa có kết quả. Còn lại tất cả các trường hợp F2, F3 và F4 đều đã được giả soát và yêu cầu cách ly tại gia đình. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo cấp thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố ngay trong chiều 28 tháng 1 có văn bản hòa tốc để chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân bình tĩnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cũng ngay trong chiều 28 tháng 1, thành phố Thái Nguyên tái lập các chốt phun khử trùng tiêu độc tại các cửa ngõ giao thông vào địa bàn, hạn chế tổ chức các hội nghị không cần thiết, tạm dừng các chương trình gặp mặt, tặng quà, trao huy hiệu đảng đợt mùng 3 tháng 2 đề nghị ngành y tế giả soát toàn bộ trang thiết bị vật tư y tế để tham mưu bổ sung đầy đủ kịp thời, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F2, F3, F4 và thông tin kết quả xét nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng để tránh tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân, chuẩn bị khu cách ly tại trung tâm y tế thành phố, đề nghị công an thành phố tăng cường nắm tình hình biến động về nhân khẩu, đặc biệt là các trường hợp đi từ nước ngoài và các tỉnh khác về thành phố Thái Nguyên. Phòng giáo dục và đào tạo căn cứ tình hình thực tế để tham mưu đề xuất phương án cho học sinh nghỉ học. Ban nhân dân 32 phường xã kích hoạt lại hoạt động của các tổ tự quản tại khu dân cư, làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý nhân hộ khẩu, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch ở cơ sở. Đối với thị xã Phổ Yên, ngay sau khi có thông tin trường hợp Đỗ Hồng Quân, sinh năm 1992 ở tổ dân phố 3 phường Bắc Sơn là nhân viên an ninh tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh bị nhiễm COVID-19, thị xã Phổ Yên đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thuộc diện F1 và F2, tiến hành cách ly tại trung tâm y tế thị xã, gia đình và lấy mẫu xét nghiệm 8 trường hợp là F1 chỉ đạo địa phương tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực gia đình, các hộ dân xung quanh và trường mầm non với diện tích 5 000 m2, đồng thời hướng dẫn các hộ các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, tại hội nghị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Phổ Yên yêu cầu phường Bắc Sơn tiến hành khoanh vùng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Các ngành chức năng cùng phối hợp với các xã phường tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế tụ tập đông người và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của bộ y tế thị xã đã tập trung kích hoạt các chốt kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào địa bàn thị xã và thống kê các trường hợp đi về từ vùng có dịch vào địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng